Thưa quý vị và các bạn, với tình hình nước về muộn và thấp như hiện nay, thì lượng cá tôm sẽ ít hơn so với các năm trước. Người dân dùng biên giới phường Vĩnh Quân giờ đây đang trong giờ mùa nước nổi về để mưu sinh và bồi đắp phù sa cho các cánh đồng. Vào thời điểm này những năm trước thì mùa nước nổi đã về dòng nước tràn ngập cả cánh đồng mang theo phù sa bồi đắp và nguồn lợi thủy sản cũng dồi dào xuất hiện nhiều loại cá nhưng đặc biệt là cá linh non loài cá này xuôi theo dòng nước từ thượng nguồn đổ về các nhánh sông tiền sông hậu giang hòa vào kinh rạch đồng ruộng các ngư dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản đã chuẩn bị các dụng cụ phương tiện để mưu sinh trong mùa nước nổi có thể thấy trên sông châu đốc xuất hiện các ngư dân đặt dớn dở lợp giăng câu lưới để đánh bắt thủy sản nhưng hiện nay mùa nước nổi về chậm nên các ngư dân lo lắng sẽ không có nhiều cá để đánh bắt như các năm trước. Nói chung thì nước năm nay về thì chắc chảy, dớn bọng gì thủ sẵn hết trơn mà đợi nước lên. mà năm nay nước quá trực so với năm rồi là năm rồi là chạy tới ngày bán được 4 500, năm nay ngày thì được bán ngày được 100 100 hoài à. Có thể nói mua nước nổi năm nay về chậm không chỉ là nỗi lo của những người dân sống bằng nghề giăng câu, giăng lưới hay người nuôi trồng thủy sản mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp khi cánh đồng không được phù sa bồi đắp. Hiện người dân trên địa bàn phường Vĩnh Quân đang mong chờ mùa nước lũ lên nhanh để tiếp tục mưu sinh kiếm sống và có thêm thu nhập cho gia đình trong mùa nước nổi này. Đánh bắt thủy sản mùa nước nổi từ lâu đã được xem như một nghề truyền thống của người dân dùng thượng nguồn mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản có thể giúp họ kiếm từ 1-200 ngàn đồng một ngày. Đủ giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn được trang trải cuộc sống gia đình trong thời gian nhàn rỗi. Không chỉ là khoản tiền kiếm được, niềm vui lớn nhất của các người dân là được nhìn thấy nguồn lợi từ thiên nhiên mang lại vẫn còn khá phong phú. Điều địa phương mong muốn là người dân dần loại bỏ những cách đánh bắt tận diệt để nguồn lợi này tiếp tục được duy trì.